Hôm nay chúng ta bắt đầu với một project 3D trong Photoshop. Chủ đề là thiết kế khung phim 3D. Để bắt đầu phần này, chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là thiết kế khung phim 2D. Phần thứ hai là thiết kế khung phim 3D. Để bắt đầu trong phần này, chúng ta chọn File New. Chúng ta nhập kích thước cho chiều rộng là 16 inch, chiều cao là 3.25. Chúng ta nhập độ phân giải là 125 và chọn chế độ là 16 bit màu. Chúng ta click OK. Chúng ta chọn chế độ thu phóng mau giữa bằng cách chọn Edit, chọn Reference, chúng ta chọn General. Sau đó chúng ta đánh dấu kiểm vào trong hộp Zoom with Cromwell và click OK. Tiếp theo, chúng ta sẽ tô màu đen lên layer background. Chúng ta bấm phím X đảo foreground và background. Lúc này foreground là màu đen. Chúng ta ấn Alternate Delete để tô màu đen lên layer background. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng công cụ Rectangle Tool để vẽ các ô vuông màu trắng trên khung phim. Chúng ta chọn New Layer bằng cách click vào nút Create A New Layer. Sau đó chúng ta chọn mode vẽ là pixel và chúng ta phóng lớn bên góc trái. Chúng ta vẽ trước một ô vuông màu trắng. Lưu ý là chúng ta không nên vẽ quá lớn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ô màu trắng. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhân bản ô vuông màu trắng này thành 29 bản bằng cách là ấn Ctrl G 29 lần. Chúng ta chọn layer 1 copy 29. Chúng ta click chọn công cụ Move Tool. Sau đó, ấn Shift và nhấp mũi tên để di chuyển ô vuông thứ 29 sang bên phải. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn layer trên cùng. Và chúng ta sẽ cuộn bản layer. Sau đó, chúng ta bấm Shift, click chọn layer số 1. Chúng ta sẽ dập và dàn đều các đối tượng này trên layer bằng cách là click vào các nút thuộc tính bên trên. Ở đây, chúng ta sẽ click vào nút Distribute Horizontal Center. Như vậy, chúng ta sẽ có 30 ô đều nhau về khoảng cách. Sau đó, chúng ta bấm Ctrl E để gộp tất cả 30 ô thành một layer duy nhất. Từ đây, chúng ta sẽ nhân bản layer 1 copy 29 bằng cách ấn Ctrl G. Sau đó, chúng ta ấn Shift và nhấp mũi tên để di chuyển các ô này xuống bên dưới. Như vậy, chúng ta đã có hai dòng ô vuông. Tiếp theo, chúng ta gộp hai layer này lại thành một bằng cách chọn cả hai layer và bấm Ctrl E. Sau đó, chúng ta bấm Shift click để giống với background. Chúng ta sẽ giống với nút thứ nhất bằng cách là click vào Align Vertical Center. Nút thứ hai, chúng ta sẽ giống vào Align Horizontal Center. Mục đích là để canh cho chúng ngay thẳng. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ các ô để trình bày nội dung hình ảnh trong khung phim. Chúng ta sẽ bấm New Layer để tạo một layer mới bên trên. Chúng ta sẽ dùng một công cụ trong nhóm Custom Shape. Chúng ta chọn vào Crowd Rectangle Tool. Chúng ta sẽ bật foreground với màu trắng. Ở đây chúng ta sẽ dùng Radius là 10 bit để tạo hình
có góc ba tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ với tùy chọn là pixel. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ khung phim bằng cách phóng cạnh bên trái thật lớn. Chúng ta bắt đầu crop cạnh đều với cái ô thứ nhất trong khung phim và crop vẽ một ô với tỷ lệ trong này. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu vẽ với một ô màu trắng có góc bo như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ giống ô màu trắng này theo cái layer background bằng cách ấn Ctrl và click layer background. Sau đó chúng ta sẽ click nút giống Align Vertical Center. Chúng ta chọn lại layer 1 và bây giờ chúng ta sẽ ấn Ctrl Z 4 lần để tạo thành 4 bản sao. Sau đó chúng ta sẽ chọn layer 1 copy 4. Với công cụ Move Tool, chúng ta ấn Shift và nhấp phím mũi tên để di chuyển ô sang bên phải khung phim. Như vậy, chúng ta cũng sẽ dàn đều các ô này ra bằng cách là chọn cả 5 layer. Và chúng ta sẽ nút click nút để dàn đều các ô này. Chúng ta có một cái khung phim cơ bản như thế này. Từ đây chúng ta bắt đầu sử dụng các khung phim với những cái tên theo thứ tự. Do đó chúng ta sẽ đặt lại tên cho các khung phim của mình bằng cách là chúng ta sẽ rename. Do đó chúng ta sẽ đặt layer thứ nhất là frame số 1. Chúng ta copy chữ frame và chúng ta sẽ rename cho các layer bên trên theo thứ tự 2. Chúng ta bấm Ctrl V dán và gõ số thứ tự cho nó 3 4 và 5. Chúng ta bấm Enter. Như vậy chúng ta có một khung phim cơ bản. Tiếp theo trong phần này là chúng ta sẽ nhập và trình bày các ảnh vào trong ô phim của mình. Chúng ta sẽ chọn 5 ảnh. Chúng ta mở file Open. Chúng ta mở thư mục có chứa ảnh đã chuẩn bị sẵn trên màn hình. Và bây giờ chúng ta sẽ mở 5 ảnh ở đây. Chúng ta click Open để mở 5 ảnh. Phần tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển cửa sổ ảnh vào trong khung ảnh thiết kế. Chúng ta sẽ chọn Add Frame và giống với 6 up. Chúng ta lần lượt crop các ảnh theo thứ tự được đánh số. Thứ nhất, chúng ta đóng cửa sổ ảnh. Chúng ta crop ảnh thứ hai. Ảnh thứ ba. Ảnh thứ tư. Và cuối cùng là ảnh thứ năm. Chúng ta đóng lại. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự theo cặp. Có nghĩa là layer ảnh 1 sẽ nằm trên frame số 1. Layer ảnh 2 sẽ nằm trên frame số 2. Layer ảnh 3 sẽ nằm trên frame số 3. Và layer ảnh 4 sẽ nằm trên layer số 4. Và cuối cùng chúng ta còn lại layer 5 nằm trên frame số 5. Và chúng ta có thể rename lại tên của ảnh theo thứ tự ảnh số 1, ảnh số 2, và ảnh số 3, số 4 và số 5. Chúng ta crop copy chữ ảnh. Sau đó chúng ta sẽ rename layer 2 bằng cách là ấn Ctrl V dán. Tương tự rename layer số 3, Ctrl V và dán.
Vì đêm layer thứ tư ấn Ctrl V và dán. Vì đêm layer thứ năm chúng ta bấm Ctrl V để dán. Như vậy chúng ta đã có theo thứ tự. Bây giờ chúng ta sẽ lồng các ảnh này vào trong khung frame. Do đó chúng ta sẽ ẩn các layer bên trên. Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo thứ tự của khung ảnh. Chúng ta chọn ảnh số 1. Để thực hiện phần này, chúng ta sẽ kích hoạt tùy chọn layer tự động với Auto Select. Chúng ta click trên ảnh số 1. Từ đây, chúng ta mở Edit Transform Scale. Chúng ta ấn Shift và thu nhỏ ảnh vừa với khung. Chúng ta bấm Enter. Chúng ta đặt ảnh vào trong vị trí của khung và sau đó chọn layer với lệnh create clipping mask. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong phần lồng hình vào trong khuôn phim thứ nhất. Chúng ta có thể ấn phím mũi tên để di chuyển đặt nội dung ảnh tùy theo ý muốn. Tương tự, chúng ta mở layer thứ hai và chúng ta cũng làm thao tác tương tự giống như ảnh thứ nhất. Chúng ta ấn Ctrl T, chúng ta transform bức ảnh. Chúng ta ấn Enter. Và bây giờ chúng ta có thể sử dụng phím tắt với Ctrl Alt G để đặt ảnh vào trong. Và chúng ta có thể di chuyển bằng cách ấn phím mũi tên để đặt lại. Như vậy, lần lượt chúng ta sẽ đặt các ảnh vào trong khung với thao tác tương tự. Và phần đặt ảnh đã xong. Như vậy chúng ta đã có một khung phim 2D với các cái hình ảnh. Tiếp theo chúng ta sẽ gộp tất cả các layer lên trên một layer kết quả bằng cách chúng ta chọn layer số 5. Sau đó chúng ta ấn Ctrl Shift Alt Tab cộng E để gộp tất cả layer lên một layer kết quả. Và bây giờ chúng ta có thể ẩn các layer bên dưới. Như vậy chúng ta đang có một layer final ở trên cùng. Chúng ta sẽ rename layer này với tên là Final 2D. Enter. Tiếp theo chúng ta sẽ đục thủng các lỗ trắng màu trắng này bằng cách là dùng công cụ Rectangular Masking Tool. Chúng ta bắt đầu crack tạo vùng chọn ở bên dưới ô màu trắng thứ nhất và chúng ta sẽ chọn bằng cách là crack từ trái qua phải. Sau đó chúng ta sẽ đảo ngược vùng chọn ra ngoài với Select Invert. Và bây giờ chúng ta có thể chọn với Select Color Grade. Tại đây chúng ta sẽ bật Mirror Select và chọn với highlight. Phần highlight này giúp cho color grade sẽ dò các ô màu trắng để tạo ra vùng chọn. Chúng ta click OK. Các ô vuông màu trắng được chọn trên màn hình và bây giờ chúng ta có thể chọn edit clear để xóa các vùng trắng này. Sau đó chúng ta ấn Ctrl D tắt vùng chọn. Như vậy chúng ta vừa đi qua phần số 1 thiết kế khung phim 2D. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác file save và lưu giữ file này trong máy tính. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là frame 2D và lưu với kiểu Photoshop.